Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu xe. Thì đây là một trong những cái dòng fit gear mà đang bán chạy nhất thị trường nha mọi người. Đây là mẫu Magic Rock CX7. Đó. Thì trên khung của mẫu xe này nó cũng in đầy đủ các cái tem nè, cũng như là cái mã của xe luôn. Đây. Thì với cái phiên bản này chúng ta sẽ có tem sơn nha mọi người. Ở đây thì sử dụng tem sơn hoàn toàn rồi, không còn tem dán nữa. Nên là rất là đẹp. Thứ hai là cái độ bền của tem nó cũng tăng lên rất là nhiều. Với cái phiên bản CX7 á, thì nó sẽ cho chúng ta một cái thiết kế khung bản dẹp rất là đẹp. Đó, như mọi người đang thấy ở đây thì cái khung của nó được vát cạnh nè, thì nó làm cho xe của mình sắc sảo hơn rất là nhiều. Rồi, về phần khung của mẫu CX7 này thì được sử dụng khung nhôm nha mọi người, không có mới hàng. Đó, nên là xe mình rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, bản khung thì to, đó, nhìn xe nó cân đối. Rồi, thì mẫu xe này thì được sử dụng khung nhôm nè. Phía trước thì chúng ta sẽ có một cái bánh nhôm của Magic Rock. Thì với phiên bản vành này thì chúng ta sẽ được sử dụng tem dán nha mọi người. Đó. Rồi, cái điểm nâng cấp của CX7 đợt này là sử dụng một cái vành có trang bị cho mình gắn thắng được. Đó, như ở đây mọi người đang thấy nè, thì người ta chừa cho mình một cái vị trí để mà gắn thắng. Đó, có nhiều phiên bản fit gear khác thì người ta sẽ không có. Vì vậy nên là gắn vào thì nó sẽ bào mòn cái khu vực này nha mọi người. Nên là không gắn được. Đó, nên còn với cái phiên bản CX7 này thì chúng ta sẽ có một cái vị trí để chúng ta bắt thắng. Ở đây người ta cũng chừa cho mình một cái lỗ nè. Đó, như vậy thì nó sẽ tiện lợi hơn khi mà mọi người chưa đủ tự tin để mà đạp xe đạp fit gear. Các bạn trẻ bên em thì thường thường rất là hay lắp thắng, nhưng mà tùy thuộc vào những cái dòng xe. Có những dòng xe thì lắp được, có những dòng xe thì không lắp được. Với cái phiên bản CX7 này thì chúng ta sẽ lắp được nha mọi người. Đó. Rồi, phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái đùm. Đùm này được sử dụng đùm của Legend đó nha mọi người, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng sản xuất cái phụ tùng cho fit gear. Đó. Cái này chúng ta sẽ có một cái gear đông cong nè, dây quấn rất là đẹp nha. Về cái cảm nhận của em về cái dây quấn này thì rất là êm ái nha mọi người, rất là êm. Đó, gear đông nhôm, bô tang nhôm. Đó. Rồi, yên của Magic Rock CX7 thì cũng khỏi gọi là rất là đẹp luôn. Đó, chúng ta sẽ có một cái thiết kế yên có rãnh nè, rãnh thoát khí. Rồi, phần bản hông này thì cũng rất là lớn. Rồi độ êm ái nè, mọi người thấy nè. Đó, rất là êm nha. Rồi, đây, điểm nhấn của mẫu CX7 đó là phần bánh sau. Thì với cái bánh sau này chúng ta sẽ được sử dụng một cái phiên bản vành cao 6 phân nha mọi người, rất là lớn, cực kỳ lớn luôn, 6 phân. Đó, kèm theo là cái lốp của Combat nè. Lớp này thì thông số là 700x25 nha mọi người. Thì sau này mọi người muốn nâng cấp lên 28 hay là 23 tùy vào cái sở thích của mình. Đó, 725 nè. Rồi, với fit gear thì sẽ được trang bị một đĩa và một clip thôi mọi người, không có chuyển số, chuyển đĩa. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái đùi đĩa của Magic Rock nè. Kèm theo đó là xích hạt đậu nè, xích này rất là lớn. Đó, mọi người đi thì khi mà mình thắng lại á, là sợi xích này nó sẽ chịu lực rất là nhiều. Vì vậy nên chúng ta cần một cái sợi xích đủ lớn để mà nó chịu cái tải trọng của cái lực kéo của xe. Rồi, phía sau thì cũng có một clip thôi. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có núm tân chỉnh nè. Sơ bộ thì mẫu xe này cũng phải gọi là rất là đẹp rồi nha mọi người. Bên em thì hiện tại về rất là nhiều size, rất là nhiều màu trên cái mẫu Magic Rock CX7 này. Rồi, mẫu xe này thì có giá là 6 triệu nha mọi người. Kèm theo đó là chương trình miễn phí ship nè, quà tặng đi kèm nè. Đó, nếu mà mọi người quan tâm đến mẫu xe này thì có thể liên hệ với số điện thoại em để bên dưới phần mô tả nha, cũng như là bên dưới cái màn hình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở cái video lần sau ạ.